gọi lụa Tây. Đây em đang chuẩn bị quà Tết này. Gỗ hết mà. Vâng. Trên sàn thấy bọn em xem này, xem. Đấy. Đẹp nhỉ. Thế là đây là nhà của ai anh? Đấy, hai vợ chồng. Vâng. À, hai vợ chồng chủ. Vâng. Đấy. Có bộ bàn ghế này có ác nhỉ? Vâng. Nhìn này. Mấy ông thợ gỗ này sướng lắm ấy. Nhìn các kiểu bình biết chơi bên kia là 5 phòng hết, bên này là ở cộng đồng các bạn. Vâng. À, trên tầng này là cho nghỉ cộng đồng. Bên kia là 5 phòng. Vâng. Vâng. Long lanh. Đây khách rồi.